Thật ra thì anh Lê Phước Vũ là một trong những con người mà anh nghĩ rằng là cũng khó có, hiếm đó. Anh ngoài cái việc kinh doanh giỏi ra, anh còn một con người có tâm, một con người gọi là phải nói rất là tuyệt vời. Anh luôn luôn đồng hành với những cái lúc giông bão, đấy, bão tố, tất cả mọi nơi đều có anh Vũ vào đó. Hình ảnh anh Vũ ở đó, tất cả những chương trình thiện nguyện đều có hình ảnh anh Vũ đó. Và cái ý tưởng của anh làm chương trình Hát Cho Ngày Mai này là một ý tưởng rất là lạ. Anh còn nhiều ý tưởng lạ nữa. Hôm trước đó, là anh nói với Linh là anh còn muốn cầu siêu cho hàng chục ngàn người luôn. Linh nói là cái số lượng nó cao lắm, tiền nhiều, anh nói tiền không quan trọng, quan trọng là cho người ta siêu thoát, quan trọng là ta để lại đời cái gì. Anh Vũ hay cái đó. Anh nói cái ý tưởng chương trình Hát Cho Ngày Mai là của anh Vũ đó. Anh nói nếu như anh Vũ mà không có quyết liệt chương trình thì khó ra đời lắm. Mọi người ra đời trong một bối cảnh rất là nhạy cảm. Nó là lịch sử để lại sau này con cháu xem sẽ thấy được cái giá trị của nó nằm ở đúng thời điểm lịch sử mà Covid này hàng trăm năm mới có một lần. Đó. Chính vì thế nên chương trình này á, là một cái dấu ấn của anh Vũ rất là lớn sau cái chương trình Vượt Lên Chính Mình. Nhiều chương trình khác nữa nhưng mà anh có dịp gắn liền với chương trình Vượt Lên Chính Mình với Lê Phước Vũ với chương trình này. Thì cái giá trị nhân văn để lại cho đời nó lớn lắm. Sau này hàng trăm năm con cháu nó xem lại nó biết là à, ngày xưa ông bà nó đã ở tuyến đầu như thế nào, hy sinh thế nào, cống hiến thế nào. Anh Vũ muốn cảm ơn và tri ân những người đó. Và chương trình này Linh nghĩ nếu như làm đến 2022 đó, làm thêm một đợt nữa thì chúng ta cần phải đi về vùng sâu hơn nữa. Với những hoàn cảnh khó lại càng khó hơn mà bị mắc Covid nữa. Vậy thì những cái khó nó chồng chất lên nhau và chính anh Lê Phước Vũ và tập đoàn Hoa Sen gọi là giúp đỡ hỗ trợ điều đó. Những cái khó khăn chồng chất đó khi Hoa Sen đến nơi, những khó khăn đó hết, những cái đau thương đó hết, chúng ta đem vào đó những cái hạnh phúc, gieo vào đó một cái mầm hạnh phúc thì nó tuyệt vời hơn nữa. Và đại dịch Covid này chưa hết đâu, nó vẫn còn, khi nào cả năm nữa nó mới hết thì vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn mà bị Covid nữa. Anh nghĩ rằng anh Vũ anh có cái tầm nhìn rất là xa chỗ đó.